Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý những cái bệnh thường gặp ở cái máy rửa xe mà chạy dây có loa ấy, hay là trong miền Nam họ là gọi là máy rửa xe chạy dây đai, hoặc là đây có thể là cũng gọi là cái đầu phun thuốc này. Thì với cái máy rửa xe mà chạy dây có loa này ấy, thì những cái bệnh thường gặp của nó thì về đầu tiên ấy, thì nó có những cái bệnh như này. Đơn giản nhất là đầu tiên ấy, vấn đề đầu tiên đơn giản nhất là đây mình nói là về cái đầu phun này. Cái đầu phun này, ví dụ là nhiều khi mà nước nó không lên hoặc áp lực yếu ấy, thì các bạn kiểm tra cái đầu phun này nhá. Tháo hẳn cái đầu phun này ra, và nó bị tắc thì mình thông sạch cái đầu đi. Còn nếu mà mình tháo ra mà thông nước ngon lành rồi mà nó nước vẫn yếu ấy, hoặc là nó áp đồng hồ kém ấy, thì chúng ta sẽ xử lý đến cái phần đầu phun này. Đấy, chúng ta kiểm tra từ dễ đến khó. Đầu tiên là cái đầu phun, đầu bếp phun, bây giờ đến đầu phun. Với cái đầu phun này thì nó rất đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ kiểm tra trước mắt là cái phần van một chiều. Em tháo đi. Phần van một chiều thì đơn giản thôi. Nó mình tháo cái phần đằng trước này ra này, hai nóc này ra này, bên trong này nó có 3 đút B này. Tổng cái máy này của nó là có 6 đút B. Đút B gọi là van một chiều đấy. Hôm nay là mình lấy hẳn một cái máy mới đây nhá. Hẳn một cái máy mới luôn để quay để làm thực tế cho các bạn xem nhé. Con máy mình đang tháo này là cái đầu của nó là đầu 2HP nhá. Với con này thì các bạn lắp với motor 2,2 kg trở lên. Thì nếu mà lắp 1,5 kg là hơi yếu. Đấy, rồi em đổ ra đấy. Thì đây, chúng ta bên trong của nó là đây. Phần này là có 3 đút B nhé các bạn nhé. Đấy, nước yếu này, hay nước không lên này, hay là phun kém mà máy nó giật đấy. Bạn cầm cái dây nó giật nước yếu ấy. Đây, thì các bạn kiểm tra đút B này. Đây có 3 đút B này. Em tháo tiếp, ngửa tháo tiếp. Đấy. Tổng con máy này nó có 6 đút B nhé. 6 cái van một chiều này. Đấy, thì chúng ta tháo tiếp hai con ốc dưới ra, nó sẽ nhổ toàn bộ cái phần đầu ra, nó sẽ lôi được ra thêm 3 đút B, 6 đút B. Cái lỗi đơn giản nó thì đây cái van một chiều với van đút B này thì thường là nó cặn, nó mắc ở đây này. Đấy, nó mắc ở những cái lò xo này, kẹt đây này. Thì chúng ta sẽ lấy cái cây cái que chúng ta cậy bỏ đi, vệ sinh sạch cái phần mà rác cặn nhưng nó bị mắc đấy. Hoặc là nếu cùng lắm thì có hỏng thì các bạn thay cái van đút B là xong. Van đút B này thì ngoài thị trường họ bán là 20.000 hay 30.000 một chiếc ấy. Van đút B này. Tổng cái đầu này có 6 cái van đút B. Đấy. Đây 3 cái này. Đấy, chúng ta tháo tiếp hai lớp này. Đấy. Nhổ toàn bộ phần trên đấy nhá. Đây. Trên này thêm 3 đút B đây. Đấy. Các bạn thấy không? Tổng 6 đút B này. Đấy. Chúng ta kiểm tra kỹ 6 cái van đút B này. Nếu mà vấn đề mà nó bị rách ở cái phốt này, ở cái răng viền này thì chúng ta thay cả cái van đút B được rồi luôn. Còn nếu mà nó bị kẹt lò xo thứ ấy thì chúng ta thì cờ gảy ra được. Đấy. Đây là vấn đề thứ nhất này. Với thêm nữa vụ là nước yếu này hoặc là đồng hồ kém mà chúng ta kiểm tra thêm cả phần này thế này. Đây là phần chỉnh áp nhá. Để ý này, như ví dụ chúng ta để như này thì chúng ta mới chỉnh áp này. Còn nếu mà chúng ta mà kéo cái lẫy lên này, thì sẽ không chỉnh áp này. Còn về cái hiện tượng mà nước nó hay chảy ở bên dưới này nhá, đây là các bạn để ý này, đây là ba cái piston của nó này. Đấy, nếu mà piston mà bị xước, dùng lâu ngày nó bị xước hết piston này, thì phớt nó sẽ không được kín thì nó sẽ dò nước ở đây, dò nước ở bên dưới này. Thì lúc đấy thì chúng ta cần phải thay piston. Hoặc là nếu mà piston mà nó không bị xước ấy, mà khi mà máy chạy mà nước nó chảy ở dưới này, dưới gầm này, đấy thì chúng ta sẽ xử lý là thay mấy cái phớt đi. Em đang tháo phần này. Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách tháo và thay phớt luôn nhá. Về cái đầu phun này thì xử lý phải nói là nó rất đơn giản, chẳng có gì cả, rất dễ. Nó chỉ đấy, nó mấy cái van đúc bê một chiều này.
kiểm tra xong phần đấy là một này. Phần thứ hai là chúng ta kiểm tra cái van chỉnh áp này là 2. Thế còn đâu cái bệnh này là bệnh chảy nước thì chúng ta chỉ tháo thay phớt là 3. Đơn giản thôi. Về cái van chỉnh áp này nhá, để xử lý cái van này cũng rất đơn giản, chỉ cần tháo hai cái lốc ra này và chúng ta tháo ra và vệ sinh sạch sẽ là ok. Còn nếu chúng ta tháo ra mà thấy hỏng phần nào chúng ta mua phụ kiện thay vào là đơn giản. Chung cái này thì xử lý đơn giản, các bạn để ý một tí là sẽ làm được. Về đây mình để ý là lúc là mình tháo ra như nào mình phải lắp vào như thế nhá, lúc mà tháo đằng lắp như nào mà không đúng là không được. Cái này em phải nới cái này ra này. Mình ép này vào chặt quá hiểu không? Cái này vặn vào cái này nó có cái con ốc này vặn chặt vào quá là lúc mà tháo bê tông nó khó này, phải nới ba ốc ra này. Đấy. Lấy cái tháo nó. Đấy các bạn để ý nhá. Còn đây là ba cái van để mình cho mỡ vào nhá. Đây này, ba cái núm này. Nó gọi là núm, ba núm mỡ. Đây. Mình tháo hẳn cho các bạn xem nhá. Đấy. Đây là ba cái núm mỡ này. Thì mình dùng lâu ngày thì mình sẽ cho mỡ nhá, bôi mỡ vào cái núm này. Xong đó các bạn cho mỡ vào đây nữa, các bạn vặn vào đây. Đây nó cấu tạo thì ở ba cái núm này thì bên trong này nó có cái lỗ này. Đấy, khi chúng ta vặn thì cái mỡ nó sẽ chạy xuống bên dưới này để nó bôi trơn cái phần phớt bên trong này cho chúng ta này. Đấy. Đấy, một tháo piston vào nhá, phải nới ba cái con ốc ở piston vào nhá. Ba ốc xếp piston vào đấy. Chúng ta phải lấy lỏng ra thì nó mới dễ tháo. Đấy nhá, dùng lâu ngày là cái núm mỡ này phải cho mỡ vào đấy. Mỡ chặt. Đấy. Thấy không, đơn giản không? Đấy, nó cấu tạo đây ba piston này. Đấy. Còn đây. Đây là phần phớt phước nằm bên trong ở đây. Đây, em tháo một phần một cái phớt bên này ra cho các bạn xem. Đấy, chúng ta để ý nhá. Tháo ra như nào lúc lắp vào mình như thế, không mà quên. Hết rồi. Đó. Đấy nhá. Tháo nốc đai đầu tiên ra này. Đấy. Xong rồi đến cái lòng đèn này. Cái mấy trăm? Đấy. Rồi ok. Tháo tiếp phút. Thì phải tìm được thì lấy được chứ. Bên trong này nó có 3 phút. 3 phút đúng không? Mình để ý tí thôi, để ý tí sẽ làm được đấy. Tháo ra như nào lúc có thì mới lấy được chứ. Lắp vào là phải như thế. Có sẵn thì có sẵn từ lúc nó bán lâu rồi. Đấy, nó gồm có 3 phớt và một cái răng nhá. Răng đệm nhá. Đấy. Đấy thì nếu mà những hiện tượng mà con mà nó bị hở nước ấy, chảy nước ở dưới này, chúng ta chỉ có tháo phần này ra mà chúng ta thay phớt thôi là ok. Đấy, nhưng mà ví dụ là nó 3 phớt này lâu ngày nó cứng quá này, nó không ôm chặt nữa thì chúng ta mua phớt thay vào xong. Đấy, thì em hãy lắp vào. Lắp vào cho các bạn xem. Đấy, nó tháo như nào nó lắp như thế. Đấy, cái răng đầu tiên này. Đấy, rồi. Xong đến 3 cái phớt. Các bạn để ý nhá, lắp đúng chiều nhá. Đấy, rồi. Đúng chiều nó nhá. Rồi. Đấy, cái lốc này mình vặn hờ thôi nhá. Lúc nào khi mà nhét vào phần piston mà xong chúng ta mới siết đến tay. Khuyến cáo các bạn khi mà vặn vào ấy, khi lắp vào phần piston mình chúng ta vặn con này vặn đến thôi nhá, đừng vặn chặt quá. Chặt quá là nó nặng tải piston này, nặng tải máy này. Sẽ bó này. Rồi, em lắp vào đây. Đấy.
để nói xử lý về cái lỗi của cái máy rửa xe, cái đầu rửa xe mà chạy dây cô loa này nó rất đơn giản, nó chỉ có mấy cái bệnh đơn giản thôi. Và một chiều đúp bê này, rồi là ở cái tăng chỉnh áp này, và cái hở nước thì ta xử lý thay phớt ở ba quả piston rồi này, cái nó hở nước ở quả piston nào ta thay ở quả piston đấy, nhưng mà rất đơn giản, không có gì cả. Rồi để tạm đây em tháo cái chỉnh áp này, hướng dẫn qua các bạn chỉnh áp này. Đấy, chỉnh áp này thì nó có hai đốc thôi, mình tháo ra. Dùng T10 nhé. Cấu tạo nó cũng rất đơn giản. Đây, cái đây này, con này nó sẽ tì vào cái này để nó ép áp được nước đấy. Còn ở cái phần này thì đây, chúng ta vặn vào thì đây nó sẽ có cái phần cái con tán này, nó sẽ ép vào cái phần này đấy, để nó ép cái áp này vào đây, tăng chỉnh áp. Thì cái này thì đơn giản thôi, các bạn chỉ tháo ra các bạn vệ sinh sạch sẽ là được. Đấy, rồi em lắp vào. Nếu để nói về dòng máy rửa xe ấy, thì chúng ta dùng cái máy rửa xe mà motor kéo cái đầu phun này này thì nó sẽ chạy dã diệt hơn, bền hơn là so với cái dòng sách tay gia đình mà các bạn hơn triệu. Nó tội là nó nặng, lúc chúng ta di chuyển nó không tiện lợi thôi. Đấy, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn các cái bệnh với các cái lỗi thường gặp ở cái máy rửa xe mà chạy dây cô loa này nhá. Thì các bạn có những câu hỏi như nào cần đi tư vấn thì có gì có thể comment dưới cái video của mình nhá. Thì chúng ta sẽ cùng giải quyết nhá. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.